Chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các chị đã quay trở lại với podcast của Tuệ Trading. Thì đây là nơi tôi chia sẻ các kiến thức về phát triển bản thân, về trading và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto. Các chị có thể ghé thăm website tuetrading.com để có thể nhận được nhiều thông tin giá trị ở trên đó. Và trong cái tập podcast này, tôi cũng sẽ trả lời cho các anh chị một cái câu hỏi là có rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn đang là sinh viên, các bạn đang ngồi trong ghế nhà trường. Và các bạn đặt cái câu hỏi cho tôi là em là sinh viên, thì cái cách mà em có thể tiếp cận với cái thị trường đầu tư tài chính này như thế nào? Và em cũng có thể là học về cái nghề trade được hay không? Và cái cách tiếp cận như thế nào cho nó đúng? Thì trong cái tập podcast này tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị và sẽ trả lời cho các bạn để các bạn có thể nhìn ra được các bạn có một cái lộ trình, các bạn có cái sự chuẩn bị tốt nhất. Bởi vì đây là một cái câu hỏi khá là nhạy cảm và mình sẽ chia sẻ ở cái góc nhìn cá nhân của mình. Và hy vọng giúp được cho các bạn trẻ là có được cái định hướng đúng đắn. Thì thực sự nghề trade các anh chị là một cái nghề rất là khắc nghiệt. Cá nhân tôi nghĩ là cái nghề này nó không phù hợp với những bạn trẻ mà chưa có nhiều trải nghiệm với cuộc sống bên ngoài. Các bạn lưu ý kỹ nè, tôi biết hiện tại có rất nhiều những cái lời quảng cáo ngon ngọt như là ở ngoài kia có thể kiếm được cái thu nhập trong lúc rảnh rỗi, hoặc là các anh chị có thể học qua một vài buổi Zoom là có thể sở hữu một cái phương pháp giao dịch nào đó. Thậm chí là một số bạn vào những cái hội nhóm xe kèo là nghĩ rằng giao dịch theo những người đó thì có thể kiếm được tiền ngay. Thì đây là những cái suy nghĩ cực kỳ ngây thơ và tôi khẳng định với các bạn luôn là không có thật đâu các bạn. Nên các bạn trẻ thì các bạn phải thực sự ý thức được điều đó. Không có cái câu chuyện dễ dàng kiếm tiền như vậy đâu các bạn. Nếu mà có dễ dàng kiếm tiền như vậy thì các bạn lưu ý kỹ là ở ngoài kia các bạn đi đâu cũng gặp trader hết trơn á. Và thực sự thật khó để có thể nói cho các bạn trẻ hiểu được cái sự khắc nghiệt của cái cuộc sống bên ngoài. Các anh chị hãy hình dung xem nè, các bạn ngồi trong ghế nhà trường từ 3 đến 5 năm trời. Khi các bạn học xong cái chuyên ngành của các bạn á, ra trường các bạn xin việc chưa chắc đã xin được việc đâu. Các bạn phải mất cái thời gian đầu tiên để lăn lộn có thể kiếm được một cái công việc. Và thực sự các anh chị, cái nghề trade á, với cá nhân tôi đánh giá nó khó hơn cái việc các bạn xin một cái công việc ở bên ngoài, khó hơn cái việc các bạn khởi nghiệp kinh doanh. Nó là một cái nghề rất là đặc biệt. Và rất nhiều bạn trẻ ở đây á, tôi biết là các bạn đến với giảng đường cao đẳng và đại học á, thì thậm chí các bạn ở đây chưa thực sự là các bạn kiếm được đồng tiền. Các bạn chỉ đang sống, các bạn chỉ đang học tập và sinh hoạt và sống được nhờ những cái đồng tiền chu cấp của ba mẹ. Nếu như các bạn đang ngửa tay xin tiền chu cấp của ba mẹ hàng tháng ấy, thì thực sự các bạn chưa có hiểu được giá trị của lao động. Các bạn chưa thực sự hiểu được là kiếm được một cái đồng tiền ấy, ba mẹ của các bạn vất vả như thế nào. Cá nhân tôi cũng sinh ra và lớn lên ở cái miền quê các bạn. Và mình nhìn thấy được bậc cha mẹ ở quê họ kiếm được cái đồng tiền ấy, từ cái việc là trồng trọt, chăn nuôi ấy, rất là khó khăn, rất là vất vả. Nên á, thực sự nếu mà các bạn vẫn chưa có khả năng lao động, chưa có khả năng mà kiếm được tiền á, thì tôi nghĩ các bạn không hiểu được giá trị thật sự của đồng tiền đó các bạn. Tôi thấy nhiều bạn trẻ, các bạn cũng hay đua đòi đúng không? Các bạn phải làm sao có được cái iPhone xịn, có được cái chiếc xe máy. Có khi nào các bạn đặt cái câu hỏi là chiếc xe máy đó để có thể mua được cho các anh chị á, ba mẹ các bạn đã bán đi bao nhiêu tấn lúa. Thế nên á, hãy làm sao thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền. Hãy thực sự làm sao hiểu được giá trị của lao động. Thì lúc đó các bạn có thể tìm hiểu về cái công việc trading được. Thế nên lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ là các bạn hãy dành thời gian học tập cho thật tốt ở giảng đường. Và trong cái quá trình học tập, có thể các bạn đi làm những cái công việc làm thêm ở bên ngoài. Có thể làm gia sư này, hoặc có thể làm những cái công việc làm thêm khác, có thể là làm bán hàng này. Và bây giờ các bạn thấy là Internet nó rất là phát triển, thì thông qua cái việc các bạn đi làm những công việc đó, các bạn sẽ trau dồi những cái kỹ năng và các bạn có những cái trải nghiệm. Và khi các bạn kiếm được những cái đồng tiền đầu tiên, những cái đồng tiền chân chính từ lao động, các bạn thực sự hiểu được giá trị của lao động, hiểu được giá trị của đồng tiền, hiểu được giá trị của cái việc phát triển bản thân, thì khi này các bạn mới có thể bắt đầu tìm hiểu về đầu tư tài chính, tìm hiểu về trading. Ở đây là các bạn chỉ đang mới bắt đầu một cái quá trình tìm hiểu thôi nha. Hãy đặt mục tiêu là tìm hiểu.
đừng có đặt mục tiêu kiếm tiền trong cái giai đoạn này vội các bạn. Bởi vì tôi tin chắc chắn luôn là nếu các bạn đặt mục tiêu kiếm tiền tại cái giai đoạn này thì chắc chắn các bạn sẽ mất rất nhiều tiền. Thì khi mà các bạn mất nhiều tiền rồi thì tâm trạng của các bạn không có tốt. Thì không tốt thì không có thể học tập được. Nên là hãy đi từng bước cho vững chắc các bạn. Hãy làm sao hoàn thành cái chương trình học tập của các bạn. Hãy đặt mục tiêu là bây giờ mình chỉ mới tìm hiểu về trading và đầu tư thôi. Đặt mục tiêu là sau khi mình ra trường, mình có cái công việc, mình có cái thu nhập ổn định, nó đảm bảo cho cuộc sống của mình rồi, thì khi đó hãy tìm hiểu về trading và đầu tư. Các bạn hãy làm theo cái cách mà tôi hướng dẫn các anh chị, thì tôi khẳng định luôn là các bạn sẽ có được cái cách tiếp cận thật là an toàn và hiệu quả. Đừng đặt mục tiêu kiếm tiền tại giai đoạn hiện tại. Và những anh chị nào mà các bạn đang nghe cái podcast này á, mà đang nghe cái tập này luôn này, thì lời khuyên của tôi để hiểu sâu về trading và đầu tư, các bạn hãy nghe hết cái chuỗi podcast trên cái kênh YouTube Tuệ Trading này. Khi các bạn nghe hết những cái tập podcast trên cái kênh YouTube này á, thì các bạn sẽ hiểu được về tư duy, hiểu được về cái cách tiếp cận, hiểu được cái sự khắc nghiệt của cái nghề trade này như thế nào, và các bạn sẽ biết cách để các bạn bảo vệ mình. Các bạn hãy trang bị kiến thức cho thật vững. Chính các anh chị sẽ là người bảo vệ chính các bạn. Và lời khuyên chân thành của tôi dành cho các bạn trẻ này là hãy làm sao hoàn thành tốt cái chương trình học tập của các anh chị. Hãy làm sao là trong khi mình đi làm, hãy học cách kiếm tiền, hãy học cách là đi làm thêm bằng những cái công việc bên ngoài, bằng cái công việc lao động, để các bạn có thể là nâng cao được cái kỹ năng, cũng có thể là kiếm tiền trong giai đoạn này phụ giúp ba mẹ của các bạn. Khi các bạn biết cách kiếm tiền trong lúc các bạn ngồi trên ghế nhà trường, thì tôi tin sau này chắc chắn các bạn sẽ có rất nhiều những cái kỹ năng mà những bạn khác chỉ có ăn và học thì họ không thể có được. Và bản thân tôi trong quá khứ cũng vậy các anh chị. Nhờ cái việc là tôi đi làm thêm trong cái quá trình mà tôi đi học cao đẳng đại học á, thì nó giúp cho tôi có rất nhiều những cái kỹ năng. Thế nên á, lời khuyên của tôi dành cho các bạn là hãy làm theo những cái thứ mà tôi chia sẻ cho các anh chị trong cái tập podcast này, thì tôi tin chắc chắn các bạn sẽ biết cách tiếp cận đúng đắn với cái nghề trade, tiếp cận đúng đắn với cái thị trường này. Thì hy vọng cái tập podcast này giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy cái podcast này hay và ý nghĩa thì các bạn có thể cho mình một like hoặc là chia sẻ để nhiều người họ biết đến hơn nữa. Thì hy vọng giúp được một ai đó cũng là niềm vui của tôi rồi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những số podcast tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các anh chị.